quà nữa cho nó lớp hồ ơi. Đợi chút anh em rồi nó lên được. Chào khán giả. Anh Hùng. Anh Hùng. Rồi xấu rồi đổi. Ủa mà cái này nhìn hơi xấu. Tại nhìn nó không có đèn á. Chưa có đèn mà. Ừ. Để anh coi hỏi. Giờ là em quay phim. Anh Thanh, chào mọi người trên diễn đàn. Không, để tí nó em dán cho. Ừ, vậy cho lên. Ừ, ok.